Vai gáy nó nhức, mà nó buốt từ trên thái dương xuống dưới vai, nó cảm giác mà nó cứng cổ quay qua mà nó chóng mặt luôn á. Em bị đau cổ vai gáy bên trái ở vai bên phải lâu chưa? Như thế nào em có thể chia sẻ nó bị đau như thế nào và nó bị cản trở trong quá trình mình ở nhà mình vận hành như thế nào không? Ở cuộc sống không? Em bị nay cũng phải 10 15 năm rồi. Vai gáy nó nhức mà nó buốt từ trên thái dương xuống dưới vai, nó cảm giác mà nó cứng cổ quay qua mà nó chóng mặt luôn á. Cái mặt luôn hả? Sau quá trình ngày là một bữa ngày hôm qua thì mình cảm thấy thoải mái hơn được 20%. 20% đúng không? Nhưng mà mình cái cổ nó còn buốt nhiều không? Ví dụ như chỗ này xoay và quay lại một Nay xíu. thì xoay nó cảm thấy là rất là nhẹ. Nhẹ đúng không? Nhưng mà khi mà trước đó em bị như vậy thì em nó ảnh hưởng gì trong quá trình làm việc sinh hoạt của mình không? Có chứ, nó cúi xuống này là nó chóng mặt lắm, Cúi chóng xuống mặt. mặt. Dạ, cúi xuống chóng mặt, mà hôm nay thì cúi xuống đến nó cũng ổn bình thường. Mình giơ tay rồi này nọ tất cả cái rồi mình làm việc nó có dễ dàng không lúc mà trước khi chưa trị liệu không? Có chứ, nó cổ nó cứng, quay Cổ nó lại cứng nó cứng, nay thì rất là nhẹ. rất là nhẹ đúng không? Theo anh kiểm tra về cái hình hôm qua anh có đưa cho em xem á, về cái chụp về cái tư thế đánh giá tư thế hiện tại thì cái bên trái của em nó cao hơn rất nhiều, nó bị rút lên bên phải của em. Cái chỗ này là chỗ bị té đúng không? Đúng rồi, cái chỗ bên này nó bị rút lên rất nhiều và nó bị cao hơn chỗ này. Hiện tại là nó kéo hết khu vực này lên là buốt hết cái đầu. Ở đây nó có cái cơ chéo nè, trên đầu sau sau đầu của mình nè, và cơ gối đầu, cơ gối cổ và cơ trên gai và cơ nâng vai nữa, là những cái cơ mà ở phía sau mà nó đang bó rất sâu, có thể viêm cơ nữa. Thì anh sẽ dùng cái phương pháp trị liệu bằng kích hoạt điểm cơ sẽ giúp cho em giải hết toàn bộ phần cơ này ra.